xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Định Lệ Nhiệt Ba có khuynh hướng trầm cảm đến mức đoàn phim không dám hợp tác. Là một trong những mỹ nhân nổi bật bậc nhất showbiz, từng hành động cử chỉ của Định Lệ Nhiệt Ba đều được chú ý, khiến Nestin bàn tán. Có lẽ cũng vì chịu nhiều áp lực từ lời bình luận của Nestin mà Nhiệt Ba mới có khuynh hướng trầm cảm. Đây cũng là điều được blog tiết lộ gần đây khiến fan không khỏi lo lắng. Trên mạng xã hội Weibo, các blog xứ Trung đã đăng tải bài viết cho biết Định Lệ Nhiệt Ba bị phát hiện có khuynh hướng trầm cảm. Cụ thể blog này cho biết trước đây Định Lệ Nhiệt Ba từng test tâm lý và kết quả cho thấy mỹ nữ Tân Cương có khả năng bị trầm cảm cao. Được biết trong thời gian đó Định Lệ Nhiệt Ba dù đang tập trung quay phim nhưng công ty vẫn không ngừng vi ri tên tuổi của nữ diễn viên, đẩy cô vào những tin hẹn hò, ghép đôi khiến cô bị cư dân mạng mắng nhiếc đến thảm thương. Hơn nữa vào khoảng cuối năm 2018, Định Lệ Nhiệt Ba một lúc ẵm hai giải thưởng tại Kim Ưng đã khiến cô bị khán giả quay lưng, đồng thời vấp phải rất nhiều gạch đá từ cư dân mạng. Gặp phải quá nhiều đả kích như vậy, Định Lệ Nhiệt Ba chắc chắn sẽ rất áp lực và bị trầm cảm là điều khó tránh khỏi. Công ty lo lắng đoàn phim không dám hợp tác vì sợ xảy ra chuyện. Sau khoảng thời gian gây áp lực cho Định Lệ Nhiệt Ba, công ty chủ quản của nữ diễn viên đã bớt tạo tin đồn hơn, hạn chế gây lùm xùm không tốt cho cô vì sợ tình hình của cô nàng hoa tiết Tân Cương sẽ ngày càng nghiêm trọng. Dù vậy, thông tin về Nhiệt Ba có khuynh hướng trầm cảm vẫn truyền đến tai các đoàn làm phim, khiến họ hạn chế hợp tác với nữ diễn viên vì lo sợ sẽ sinh ra vấn đề không hay. Thế nên, chả trách Nestin thấy lạ khi khoảng thời gian khá dài của năm 2019, Định Lệ Nhiệt Ba không nhận thêm bộ phim mới, mà chỉ có được một bộ gần đây mới quay xong là Định Chế Của Tình Yêu Cao Cấp. Có lẽ tình trạng của cô đã ổn định hơn và công việc quay phim có thể thực hiện bình thường. Mặc dù việc Định Lệ Nhiệt Ba có khuynh hướng trầm cảm bị blog truyền tin gần đây, song với người hâm mộ thì họ vẫn cảm nhận được nhiều sự thay đổi ở thần tượng của mình. Cụ thể trong những bình luận trên mạng xã hội, fan cho biết nữ diễn viên đã ít cười và yên lặng hơn rất nhiều. Trong dịp sinh nhật tuổi 27 của mình, Định Lệ Nhiệt Ba đã từng ước mơ rằng sẽ được là chính mình. Nhớ lại mong muốn đó của mỹ nữ Tân Cương, fan lại cảm thấy buồn và lo lắng hơn cho sức khỏe của cô. Có được rất nhiều từ sự nổi tiếng, song cũng chính từ điều này mà Định Lệ Nhiệt Ba gặp phải không ít áp lực đến mức thay đổi bản thân, trở nên ít cười, im lặng hơn, thậm chí là có khả năng bị trầm cảm. Hy vọng cư dân mạng sẽ dành nhiều sự cảm thông hơn cho Định Lệ Nhiệt Ba và ngừng để lại những bình luận tiêu cực chỉ trích nữ diễn viên.